Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 10 tháng 10 và Indonesia vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Huấn luyện viên cũng đã công bố danh sách cầu thủ sẽ có mặt trong hai trận đấu sắp tới. Có những cái tên bất ngờ được gọi, nhưng cũng có những cái tên được đặt kỳ vọng thì bị loại. Và cũng có những cầu thủ không may mắn gì chấn thương, khiến bản thân mất đi cơ hội hiếm hoi được thầy Park gọi lên tuyển. Vậy sau những cái tên mà huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn, 11 cái tên nào sẽ được lựa chọn để tiếp đón đối thủ khó chịu Malaysia và hành quân đến Indonesia? Thủ môn Văn Lâm. Ở vị trí thủ môn, cái tên được mong đợi nhất có lẽ không phải Đặng Văn Lâm, mà là một thủ thành Việt kiều khác là Philip Nguyễn. Được biết, Philip Nguyễn đã hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đã đạt chuẩn để có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, vì rào cản ngôn ngữ, điều đó khiến thủ thành mang nửa dòng máu Cộng hòa Séc chưa thể được góp mặt trong đợt triệu tập lần này. Dẫu vậy, Philip Nguyễn cũng chia sẻ rằng anh đang nỗ lực học tiếng Việt. Chính vì thế, cuộc cạnh tranh trong khung gỗ sắp tới giữa hai thủ thành Việt kiều sẽ rất căng thẳng, bởi cả hai đều là những thủ môn đầy tài năng và đã khẳng định được giá trị bản thân trong màu áo câu lạc bộ. Và trong cuộc đối đầu với Malaysia và Indonesia sắp tới, vị trí chấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ thuộc về Đặng Văn Lâm sau khi thủ môn của Mông United đã bình phục chấn thương gặp phải cách đây không lâu tại Thái Lịch. Trung vệ Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh. Thiếu vắng Đình Trọng là một trong những tổn thất rất lớn ở hàng trung vệ đội tuyển Việt Nam. Có lẽ thầy Park sẽ tiếp tục tin dùng Bùi Tiến Dũng kết hợp cùng Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh để tạo nên bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Đây gần như là bộ khung chắc chắn nhất ở hàng hậu vệ khi mà bộ ba này đã có thời gian chơi cùng nhau trong màu áo đội tuyển khá lâu. Từ King Cup 2019, bộ ba Dũng Tứ, Mạnh Gắt và Hải Quế đã được ghép cặp. Hơn hết ở câu lạc bộ Viettel, Tiến Dũng cùng Ngọc Hải là bộ đôi trung vệ số 1. Độ ăn ý giữa bộ ba này chắc chắn sẽ đem lại sự yên tâm cho huấn luyện viên Park cũng như người xem trước mỗi đợt lên bóng của đối phương. Tuy nhiên, với một người có cá tính khó lường như ông Park thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tức Hữu Tuấn và Thành Trung cần phải có sự chuẩn bị tinh thần cao để tham gia cuộc chiến cùng các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán về mặt chiến thuật cho từng tuyến, trong đó hàng phòng ngự sẽ quyết định sự thành bại trước Malaysia. Nên nhớ lần gần đây nhất hai đội gặp nhau chính là trận chung kết tại AFF Cup 2018. Malaysia từng bị chúng ta dẫn đến 2 bàn và lập tức gỡ hòa 2 đều ngay trong trận đấu đó. Và ngay cả khi về đến Mỹ Đình, hàng phòng ngự của Việt Nam cũng đã phải rất khó khăn mới có thể chống đỡ được những đợt tấn công của đối thủ. Chính vì thế, hàng hậu vệ chính là điểm then chốt nếu chúng ta muốn giành lại 3 điểm ở Mỹ Đình tối 10 tháng 10 sắp tới. Chạy cánh trái Đoàn Văn Hậu. Trở lại sau chấn thương và bỏ lỡ trận đấu gặp Thái Lan, Văn Hậu chắc chắn sẽ giành lại cho mình một suất đá chính bên hành lang cánh trái đội tuyển Việt Nam. Dẫu trước đó, cậu út đã phải nhường vị trí này cho Nguyễn Phong Hồng Duy bởi chấn thương nhẹ và bận xử lý hồ sơ gia nhập đội bóng Hà Lan SC Heerenveen. Ở cuộc đối đầu gặp Thái Lan trước đó, vị trí thi đấu yếu nhất trong đội hình Việt Nam là ở vị trí của Hồng Duy. Màn trình diễn của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chỉ dừng lại ở mức tròn vai, nếu như không nói quá là kém hơn những cái tên còn lại trong đội hình. Còn về phía Văn Hậu, anh vẫn cho thấy được phong độ ổn định của mình trong hai trận đấu qua của đội trẻ SC Heerenveen. Văn Hậu đã trưởng thành hơn và thi đấu tốt hơn rất nhiều so với chính mình ở AFF Cup 2018, nơi anh từng có thời điểm gặp khó khăn trong trận đấu với đội tuyển Malaysia. Với một chút kinh nghiệm trong quãng thời gian được tham gia tập luyện và thi đấu ở đội trẻ SC Heerenveen, Văn Hậu ít nhiều cũng đem về sự yên tâm ở vị trí cánh trái nhiều hơn người đàn anh Hồng Duy. Tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng đang chơi rất hay trong màu áo của Hà Nội FC ở V-League. Anh là mắt xích mang đến sự cân bằng trong phòng ngự lẫn tấn công ở Hà Nội FC. Điểm tiến bộ lớn nhất trong thời gian qua của Hùng Dũng là khả năng chuyển từ một tiền vệ có xu hướng phòng ngự sang một cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công và ghi bàn. Những thành công mà câu lạc bộ Hà Nội giành được cho đến ngày hôm nay cùng ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2019 đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch, bước đến vòng chung kết liên khu vực và chỉ thiếu một chút may mắn trước đại diện đến từ Triều Tiên. Khi nhìn vào những thành công đó, mọi ánh mắt chỉ nhìn vào những Quang Hải, Văn Quyết mà ít ai nhận ra trong đó có sự đóng góp thầm lặng của Hùng Dũng. Với việc tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai Lương Xuân Trường gặp chấn thương nặng, nhân lực ở hàng tiền vệ đã mỏng bớt đi một người. Không vì thế mà người hâm mộ phải lo lắng, bởi vị trí tiền vệ ở tuyển Việt Nam vẫn còn đó những Hùng Dũng, Tuấn Anh hay Đức Huy. Nhưng có lẽ vị trí này Hùng Dũng vẫn sẽ được ưu tiên hơn, bởi tuyển Việt Nam đang cần một máy quét thực sự ở giữa sân. Và tất nhiên, xét trên 4 người, Hùng Dũng vẫn sẽ là cái tên phù hợp nhất bởi phong độ thuyết phục trong thời gian qua trong màu áo Hà Nội FC. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có lẽ sẽ là một trong những cái tên đáng được mong đợi nhất
trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Bởi tài năng của Tuấn Anh là điều mà tất cả những ai xem bóng đá đều công nhận. Tuy nhiên, Tuấn Anh lại đi liền với chấn thương nhiều hơn là những màn trình diễn trên sân cỏ. Tuy vậy, trở lại sau chấn thương cách đây vài tháng, Tuấn Anh đã có màn trở lại chưa được như mong đợi. Sau 11 vòng đấu đầu tiên tại V-League, Tuấn Anh có cho mình không kiến tạo và không bàn thắng. Nhưng sau đó, trong tiền vệ Thái Bình đã trở lại mạnh mẽ sau khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho cơ hội tại Kings Cup 2019. Và đó như là những bước chạy đà cho màn trình diễn trời sáng sau đó của Tuấn Anh tại V-League. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đang tiếp tục tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ và hứa hẹn sẽ được góp mặt trong đội hình chính thức trong cuộc đối đầu với Malaysia sắp tới. Bởi trước đó trong trận gặp Thái Lan tại lượt trận đầu tiên, Tuấn Anh cũng đã thi đấu cực tốt và được bầu chọn là Man of the Match của trận đấu. Đó là xét trên phương diện cá nhân, còn xét trên phương diện đóng góp cho lối chơi, Tuấn Anh được huấn luyện viên Park xem đá tự do, tập trung vai trò phân phối bóng ở giữa sân. Nhiệm vụ vốn được dành cho Xuân Trường hay Quang Hải ở thời gian trước khi Tuấn Anh trở lại. Dù vậy, Tuấn Anh cũng rất nhiệt tình tham gia tranh chấp bóng với hàng tiền vệ đối phương. Có những thời điểm, cầu thủ gốc Thái Bình còn tham gia nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự còn nhiều hơn cả người đá cặp với anh là Đỗ Hùng Dũng. Là một cầu thủ có tiền sử chấn thương, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo đỏ đại diện cho Tổ quốc, Tuấn Anh như trở thành một con người khác. Anh thi đấu như không còn gì để mất và chẳng màng quan tâm đến việc đôi chân mình có nguy cơ bị chấn thương bởi những va chạm mạnh từ đối thủ. Chính vì thế, Nguyễn Tuấn Anh xứng đáng là mảnh ghép còn lại ở trung tâm hàng tiền vệ. Chạy cánh phải, Nguyễn Trọng Hoàng. Trong danh sách này có 3 cầu thủ khiến chúng tôi đắn đo suy nghĩ, đó là Văn Kiên của câu lạc bộ Hà Nội, Văn Thanh của Hoàng Gia Lai và Trọng Hoàng đến từ Viettel. Nhưng huấn luyện viên Park nhiều khả năng sẽ chọn Hoàng Bò là phương án tốt nhất thời điểm hiện tại. Cầu thủ 30 tuổi người Nghệ An từng bị không ít sự nghi ngờ khi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trước thềm AFF Cup 2018. Nhưng những phút thi đấu trên sân, anh đã gạt phăng đến những hoài nghi đó bằng những màn trình diễn thuyết phục. Trọng Hoàng từng chơi rực sáng khi được thầy Park kéo từ vị trí tiền vệ cánh sở trường xuống đá hậu vệ phải ở AFF Cup 2018 và cả Asian Cup 2019. Không ngại va chạm, không ngại tranh chấp và có nền tảng thể lực sung mãn dù đã không còn trẻ. Người không phổ Trọng Hoàng chính là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều cần có. Trọng Hoàng giờ là sự lựa chọn số 1 ở hành lang cánh phải. Sẽ không bất ngờ nếu huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục sử dụng cầu thủ này với vai trò đó trong chiến dịch vòng loại sắp tới. Hy vọng với kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn, Trọng Hoàng sẽ tiếp tục chơi hay để giúp đội bóng của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Tiền đạo trái Nguyễn Công Phượng. Công Phượng là một trong những ngôi sao không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Trước viễn cảnh cạnh tranh quyết liệt với các đồng đội, tiền đạo Công Phượng chia sẻ trước giới truyền thông. Ở đội tuyển lúc này, các anh và các bạn đều đang có phong độ rất cao. Với bản thân tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giành một suất tham dự vòng loại sắp tới. Điểm mạnh của Phượng là tốc độ và khả năng đi bóng. Tuy vậy, suốt quãng thời gian qua, Công Phượng mất tích trên đất Bỉ. Anh không được ra sân, không được điền tên vào danh sách thi đấu của câu lạc bộ chủ quản Sint-Truiden. Điều này dấy lên lo ngại một tương lai tăm tối của cầu thủ này tại đội tuyển quốc gia. Nhưng với việc huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin ở Công Phượng khi liên tục điền tên anh vào danh sách triệu tập, chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc có lý do riêng để đặt lòng tin vào cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai. Dẫu vậy, lần trở lại đội tuyển này, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với một tiền đạo mới nổi, cái tên đang được kỳ vọng rất nhiều là Nguyễn Trọng Hùng của Viettel, hay thậm chí là người bạn thân của mình Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo cắm Nguyễn Anh Đức. Hiện tại Nguyễn Anh Đức không có sự ổn định trong màu áo BKMX Bình Dương khi vừa trải qua chấn thương lưng. Tuy nhiên mỗi lần lên tuyển, anh lại chứng tỏ được phẩm chất sát thủ của mình. Trong danh sách sơ bộ, anh là tiền đạo kinh nghiệm nhất và có đủ sự tinh quái để khiến cho Hồ Malai phải ôm hận. Chính Đức Eto là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018. Với cái duyên ghi bàn của mình, anh Đức nhiều khả năng sẽ được xếp đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và Indonesia. Tiền đạo phải Nguyễn Quang Hải. Quang Hải, ngôi sao sáng nhất đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại và sẽ không nghi ngờ gì khi mà vị trí của Nguyễn Quang Hải ở hành lang phải gần như là bất khả xâm phạm. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đang có phong độ cao và liên tiếp lập siêu phẩm từ những quả sút phạt hàng rào đẹp mắt. Ngoài ra, anh còn là ngòi nổ cực kỳ quan trọng trong sa bàn của thầy Park trong những giải đấu vừa qua, dựa vào sự khéo léo, nhanh nhẹn và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tiền vệ sinh năm 97 đang thi đấu cực kỳ bùng nổ trong vai trò tấn công. Và khi mà tuyến giữa tuyển Việt Nam đang trở nên mềm mại hơn bởi sự trở lại của Tuấn Anh, thì hình ảnh Quang Hải bị kéo về đá như một tiền vệ trung tâm đảm nhiệm vai trò phân phối bóng, điều tiết trận đấu chắc chắn sẽ không còn nữa. Mà thay vào đó, tiền vệ Quang Anh sẽ được tự do thỏa sức trong vai trò là một mũi nhọn trong đội hình của huấn luyện viên Park. Quả thực sẽ rất phí phạm nếu kìm hãm một ngòi nổ đẳng cấp như Quang Hải ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ.
Chính vì thế, rất có thể Quang Hải sẽ được trả về chơi bóng trong vai trò tấn công ở trận đấu sắp tới gặp Malaysia và Indonesia.